Hello cả nhà. Relax đi nhá cả nhà nhá, lại tướng quân nhá. Cô xin chào Triệu Thị Mỹ Lệ. Cô chào Thảo Nobita. Cô chào Hiền. Chào các con nhá. Mình relax đầu giờ tí, xong rồi đợi cả nhà lên thì bắt đầu xem nha cả nhà nhá. Cả nhà ơi, xe đi, xe về tường đi để cho mọi người cùng xem với nhá. Đi cho cả nhà, cho cả lớp mình xem với nhá. Đợi cô một chút, cô chỉnh chỉnh cái máy nhá, cho nó về thẳng lại. Ok. Rồi, tại vì cô đang nhìn thấy là như là màn hình nó hơi bị nghiêng. Ok. Chào Tứ Dương Văn. Cô ơi, cô bật bài mới của KIMC và Jack vừa mới ra đi ạ. Bài gì nhở? Bài gì nhở? Cô không phải một fan của Jack đâu. Bài hay thì cô nghe thôi. Cô chào Bùi Thị Ngọc Thảo. Cô chào Lãnh Hàn Thiên Băng. Phải như thanh niên này là thích đọc truyện ngôn tình lắm nè, đúng không? Rồi hôm nay cuối tuần cô nghỉ nên là cái máy like về nhà tự xét nó không được nó không được ngon lành cành đào như những hôm cô ở trên Hà Nội. Cả nhà đợi cô một đầu coi ạ. À. Ừ ok, lần đầu coi cũng được, không sao cả con ơi. Cứ coi đi, xe về tường nhà mình học dần nhá. Ở trên tường của cô còn rất là nhiều bài like hay nữa. Nhờ cả nhà nhờ. Xe về tường đi nhá, cho anh em bạn bè học với. Cô chào Phạm Thị Như Thoa.